Đây là một câu chuyện khá hài hước. Người này về quê thăm người họ hàng. Anh ta rất khó hiểu với chiếc máy giặt của gia đình này khi nó chìm hẳn vào bên trong tường. Lúc mở máy giặt ra để anh ta xem nó vận hành như thế nào thì ngỡ ngàng phát hiện có rất nhiều con gà lao ra mất kiểm soát từ máy giặt. Hóa ra chủ của ngôi nhà đã tận dụng máy giặt bị hỏng để làm cánh cửa chuồng gà ghim chặt vào tường như thế này. Điều hài hước ở đây đó là rất nhiều người cho rằng người đàn ông đang cho gà vào máy giặt để giặt sạch sẽ chúng. Điều này thật là kỳ lạ.